Dạ vâng, Đại Thanh Audio gửi lời chào tới toàn thể anh em nhé. Trong clip ngày hôm nay thì em sẽ quay cho anh em về đôi loa CD Bass 25. Một đôi loa thương hiệu đến từ đất nước Tây Ban Nha. Một đôi loa hàng bãi Bass 25 rất là đẹp. Từ cái thùng cũng rất là gọn gàng cho đến cái thiết kế của nó rất là bắt mắt. Các bác có thể quan sát này. Một đôi loa CD Bass 25. Đôi loa này thì theo cái đánh giá của em là về chất âm thì nó là một đôi loa đủ giải và có cái lời hát đó, có cái lời hát rất là tốt. Thì trong cái clip ngày hôm nay thì em sẽ test chất âm về tiếng hát của nó để gửi tới toàn thể nha. Con này nó sử dụng là bass tép BNC đó. Và trong clip ngày hôm nay em sẽ chủ yếu là test chất âm về tiếng karaoke, còn nhạc thì qua điện thoại thì nó cũng không có được ok lắm nên là em sẽ test một bài karaoke thôi. Số 7 9 10. Đây là một đôi loa hát rất là hay các bạn nhé. Tuổi thơ ngây tôi viết bài thơ tặng người, khi cuồng tình lên ngôi say đắm thiên đường dệt mộng ước chung đôi, nỡ yên vui ngờ đâu được hoa hồng pháo tươi em về vui. Em đi bỏ lại tôi cánh đắng vẫn thơ ngậm ngùi, thơ nặng nồng em cay mang máu tim mình đời buồn những cơn say, khói tương tơ từng đêm dài tối đốt nó cháy đời, ôi tình sao khó nguôi. Thơ say tôi giao bao vẫn thơ say, tôi mang thơ muôn những dòng diều cay, thơ chẳng ai muốn hằng thơ không người nghe, vì thơ say nên hồn thơ buồn quá, bên hiên đợi chiều mưa thơ bác xanh cho người rồi, mưa sụt soi mưa rơi rồi còn lại những đơn côi, biến trăng em và thơ là linh hồn tối đó mất hết rồi, tôi còn gì em ơi. Vừa rồi thì em Thanh đã test qua một đoạn karaoke với ca khúc Giao bán vần thơ say để test đôi loa CD. Thì đôi loa CD Bass 25 này thì hiện tại em đang có giá rất là tốt, 6,7 triệu là em Thanh đã bao ship rồi. Nếu anh em có điều kiện đến tận cửa hàng thì em sẽ bán với giá 6,5 triệu đó, và tặng cho anh em là dây jack loa về chỉ việc sử dụng thôi đó. Đôi loa CD này với chất lượng thì còn rất là đẹp, zin đẹp nguyên bản các bác nhé, từ cái thùng đi rất là đẹp. Đó, cái mẫu mã của nó thì khá là gọn gàng, anh em có thể kê ở nhiều vị trí. Đó, cái mã của nó là BA102/102 Pro. Đó, design của Tây Ban Nha. Đấy, đôi loa CD. Còn cái loa này thì cái chất lượng thì đấy, các bác nhìn cái thùng vách này rất là đẹp. Còn zin đẹp nguyên bản, em Thánh báo zin đẹp nguyên bản. Đó, đấy, mẫu mã nó rất là đẹp luôn. Đó, và đang có giá cực kỳ hợp lý cho một đôi loa 25 hàng bãi xịn chất lượng. Anh em mọi chi tiết có thể liên hệ với em Thanh
qua số 0376307374 nhé. Đấy, trong bộ này thì em có sử dụng một con đẩy Class D của CAF này để đánh cùng, rất là hợp và hay. Và xin chào, hẹn gặp lại các bác.